Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ miếng giấy và các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần mái ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt giấy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt giấy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ. Sau khi mình đã cắt giấy xong, mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cánh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện trang trí cánh cửa của chúng ta. Vậy là mình đã trang trí phần tay ngủ bên chiếc cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem ạ. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ miếng giấy và các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần mái ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt giấy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt giấy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ. Sau khi mình đã cắt giấy xong, mình sẽ thực hiện
dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cạnh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện trang trí cạnh cửa của chúng ta. Vậy là mình đã trang trí phần thành ngủ bên tiệm cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ bìa giấy và các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần mái ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt giấy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt giấy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ. Sau khi mình đã cắt giấy xong, mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cạnh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện trang trí cạnh cửa của chúng ta.
Vậy là mình đã 8 tuổi phân tay ngủ bên chợ cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem ạ. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ miếng giấy và các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần lại ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt giấy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt giấy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ. Sau khi mình đã cắt giấy xong thì mình sẽ thực hiện dán tăng để những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên sổ đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cạnh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện tăng tỷ lệ của một chút ạ. Từ từ đây. Vậy là mình đã tăng tỷ phân tay ngủ bên chợ cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem ạ. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ miếng giấy và các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần lại ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt giấy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt giấy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ.
sau khi mình đã cắt giấy xong thì mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cạnh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện trang trí cạnh cửa của chúng ta. Vậy là mình đã trang trí phần tay ngủ bên trước cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ miếng giấy và các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần mái ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt giấy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt giấy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ. Sau khi mình đã cắt giấy xong thì mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cạnh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện trang trí cạnh cửa của chúng ta.
Vậy là mình đã tăng tỷ phân tài ngủ bên chợ cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem ạ. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ biệt dễ dàng và các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần lại ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt dãy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt dãy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt dãy để làm phần cạnh cửa sổ. Yeah. Sau khi mình đã cắt dãy xong thì mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cánh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện tăng tỷ lệ của một chút ạ. Vậy là mình đã tăng tỷ phân tài ngủ bên chợ cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem ạ. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ biệt dễ dàng và các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần lại ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt dãy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt dãy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt dãy để làm phần cạnh cửa sổ.
Sau khi mình đã cắt giấy xong, mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Giống như thế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cánh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện trang trí cánh cửa của chúng ta. Vậy là mình đã trang trí phần tay ngủ bên tiệm cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ miếng giấy mà các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần mái ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt giấy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt giấy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ. Sau khi mình đã cắt giấy xong, mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cánh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện trang trí cánh cửa của chúng ta.
mình đã 8 tuổi phân thành ngủ bên chợ cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ biệt giấy và các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần lại ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt giấy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt giấy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ. Sau khi mình đã cắt giấy xong thì mình sẽ thực hiện dán tán vị những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cạnh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện dán kỹ cạnh cửa một chút ạ. Vậy là mình đã tán tỉ phân thành ngủ bên chợ cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ biệt giấy và các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần lại ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt giấy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt giấy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ.
Dạ. Sau khi mình đã cắt giấy xong thì mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cạnh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện trang trí cạnh cửa của chúng ta. Vậy là mình đã trang trí phần tay ngủ bên trước cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ miếng giấy và các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần lại ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt giấy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt giấy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ. Yeah. Sau khi mình đã cắt giấy xong thì mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cạnh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện trang trí cạnh cửa của chúng ta.
nào thì phân tay ngủ bên chợ cửa sổ như thế nào. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem ạ. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ biên giấy và các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần mái ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt giấy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt giấy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ. Yeah. Sau khi mình đã cắt giấy xong, mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cạnh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện trang trí cạnh cửa một chút ạ. Vậy là mình đã trang trí phần tay ngủ bên chợ cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem ạ. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ biên giấy và các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần mái ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt giấy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt giấy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ. Yeah.
Vâng. Sau khi mình đã cắt giấy xong, mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Đúng như thế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cánh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện trang trí cánh cửa của chúng ta. Vậy là mình đã trang trí phần tay ngủ bên tiệm cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ bìa giấy và các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần mái ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt giấy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt giấy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ. Sau khi mình đã cắt giấy xong, mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cánh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện trang trí cánh cửa của chúng ta.
vậy là mình đã 8 tuổi phân phải ngủ bên chợ cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem ạ. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ biệt giấy và các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần lại ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt dãy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt dãy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ. Sau khi mình đã cắt giấy xong thì mình sẽ thực hiện dán tăng để những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cạnh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện tăng tỷ lệ của một chút ạ. Vậy là mình đã tăng tỷ phân phải ngủ bên chợ cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem ạ. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ biệt giấy và các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần lại ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt dãy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt dãy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ.
khi mình đã cắt giấy xong thì mình sẽ thực hiện dán tạm ghế những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cánh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện tạo kỷ niệm của mình chúng ta. Vậy là mình đã trang trí phần tay ngủ bên trước cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ bìa giấy và các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần mái ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt giấy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt giấy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ. Yeah. Sau khi mình đã cắt giấy xong thì mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cánh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện tạo kỷ niệm của mình chúng ta.
Vậy là mình đã đang bị phân tay ngủ bên chợ cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ bìa giấy mà các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần lại ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt giấy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt giấy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ. Yeah. Sau khi mình đã cắt giấy xong, mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cạnh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện trang trí cạnh cửa một chút ạ. Vậy là mình đã trang trí phần tay ngủ bên chợ cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ bìa giấy mà các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần lại ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt giấy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt giấy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ.
thì mình đã cắt giấy xong, mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Đúng như thế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cạnh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện trang trí cạnh cửa của chúng ta. Vậy là mình đã trang trí phần tay ngủ bên trước cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ bìa giấy mà các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần mái ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt giấy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt giấy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ. Sau khi mình đã cắt giấy xong, mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cạnh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện trang trí cạnh cửa của chúng ta.
Vậy là mình đã 8 tuổi phân tay ngủ bên chợ cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ biệt giấy và các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần lại ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt dãy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt dãy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ. Sau khi mình đã cắt giấy xong thì mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cạnh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện tán kỹ cạnh cửa một chút ạ. Vậy là mình đã trang trí phần tay ngủ bên chợ cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ biệt giấy và các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần lại ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt dãy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt dãy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ.
Sau khi mình đã cắt giấy xong thì mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cánh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện trang trí cánh cửa của chúng ta. Vậy là mình đã trang trí phần tay ngủ bên chợ cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ bìa giấy và các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần mái ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt giấy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt giấy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ. Yeah. Sau khi mình đã cắt giấy xong thì mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cánh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện trang trí cánh cửa của chúng ta.
là mình đã tăng cái phần tài ngộ bên chợ cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem ạ. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ bìa giấy và các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần lại ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt giấy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt giấy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ. Sau khi mình đã cắt giấy xong, mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cạnh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện tăng tỷ lệ của một chút ạ. Vậy là mình đã trang trí phần tài ngộ bên chợ cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem ạ. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ bìa giấy và các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần lại ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt giấy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt giấy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ.
Vâng. Sau khi mình đã cắt giấy xong, mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Giống như thế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cánh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện trang trí cánh cửa của chúng ta. Vậy là mình đã trang trí phần tay ngủ bên chiếc cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ bìa giấy và các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần lại ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt giấy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt giấy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ. Sau khi mình đã cắt giấy xong, mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cánh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện trang trí cánh cửa của chúng ta.
là mình đã tăng cái phần tài ngộ bên chợ cửa sổ như thế nào. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem ạ. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ biển giấy và các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần mái ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt rễ để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt rễ để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt rễ để làm phần cạnh cửa sổ. Sau khi mình đã cắt rễ xong, mình sẽ thực hiện dạng tăng ký những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cạnh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện tăng ký cạnh cửa của chúng ta. Vậy là mình đã tăng cái phần tài ngộ bên chợ cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem ạ. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ biển giấy và các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần mái ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt rễ để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt rễ để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt rễ để làm phần cạnh cửa sổ.
mẹ. Sau khi mình đã cắt giấy xong, mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cánh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện trang trí cánh cửa của chúng ta. Vậy là mình đã trang trí phần tay ngủ bên chợ cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ bìa giấy mà các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần mái ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt giấy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt giấy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ. Yeah. Sau khi mình đã cắt giấy xong, mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cánh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện trang trí cánh cửa của chúng ta.
là mình đã đang bị phân tay ngủ bên chợ cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem ạ. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ bìa giấy và các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần mái ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt giấy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt giấy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ. Sau khi mình đã cắt giấy xong, mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cạnh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện trang trí cạnh cửa một chút ạ. Vậy là mình đã trang trí phần tay ngủ bên chợ cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem ạ. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ bìa giấy và các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần mái ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt giấy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt giấy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ.
Sau khi mình đã cắt giấy xong thì mình sẽ thực hiện dán tạm ghế những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Đúng như thế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cánh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện tạm kỷ niệm của một chút ạ. Vậy là mình đã trang trí phần tay ngủ bên trước cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ bìa giấy và các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần mái ngôi nhà một chút. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt giấy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt giấy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ. Sau khi mình đã cắt giấy xong thì mình sẽ thực hiện dán tạm ghế những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cạnh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện tạm kỷ niệm của một chút ạ.
tăng tỷ phân tay ngủ bên chợ cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem ạ. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ miền giấy và các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần mái ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt rễ để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt rễ để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt rễ để làm phần cạnh cửa sổ. Sau khi mình đã cắt rễ xong thì mình sẽ thực hiện dán tăng tỷ những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cạnh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện tăng tỷ lệ của một chút ạ. Vậy là mình đã tăng tỷ phân tay ngủ bên chợ cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem ạ. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ miền giấy và các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần mái ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt rễ để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt rễ để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt rễ để làm phần cạnh cửa sổ.
Sau khi mình đã cắt giấy xong, mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cánh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện trang trí cánh cửa một chút vào. Vậy là mình đã trang trí phần tay ngủ bên trước cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ bìa giấy mà các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần mái ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt giấy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt giấy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ. Sau khi mình đã cắt giấy xong, mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cánh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện trang trí cánh cửa một chút vào.
Vậy là mình đã đang bị phân tay ngủ bên chợ cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem ạ. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ miếng giấy mà các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần mái ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt giấy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt giấy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ. Sau khi mình đã cắt giấy xong thì mình sẽ thực hiện đã trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cạnh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện trang trí cạnh cửa một chút ạ. Vậy là mình đã trang trí phần tay ngủ bên chợ cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem ạ. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ miếng giấy mà các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần mái ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt giấy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt giấy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ.
khi mình đã cắt giấy xong, mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Giống như thế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cạnh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện trang trí cạnh cửa một chút ạ. Vậy là mình đã trang trí phần tay ngủ bên trước cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ biên giấy và các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần lại ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt giấy để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt giấy để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ. Sau khi mình đã cắt giấy xong, mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cạnh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện trang trí cạnh cửa một chút ạ.
học. Vậy là mình đã 8 tuổi xong phải ngồi bên chợ cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem ạ. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà từ miếng giấy và các bạn cũng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt lái phần lại ngôi nhà một chút ạ. Sau khi mình đã cắt được và làm được ngôi nhà như thế này, bây giờ mình sẽ thực hiện cắt rễ để làm những cánh cửa cho ngôi nhà. Mình sẽ cắt rễ để làm phần cửa lớn cho ngôi nhà. Sau đó mình sẽ cắt giấy để làm phần cạnh cửa sổ. Sau khi mình đã cắt giấy xong thì mình sẽ thực hiện dán trang trí những cánh cửa vào ngôi nhà từ bên xuống ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cánh cửa sổ vào ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán ở phần mặt còn lại cho ngôi nhà. Sau khi dán xong phần cạnh cửa cho ngôi nhà, bây giờ mình sẽ thực hiện trang trí cạnh cửa một chút ạ. Vậy là mình đã trang trí phần tay ngủ bên chợ cửa sổ như thế này. Ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem ạ.